Thân chào đến tất cả các thính giả của Tâm Sự Từ Tâm. Hy vọng tất cả được khỏe mạnh và bình an trong cơn đại dịch Covid này. Trong bối cảnh dịch Covid đang bùng phát dữ dội tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Chúng ta thấy trước khi các gói cứu trợ của nhà nước đến tay người dân nghèo, thì các cá nhân, các tổ chức từ thiện đã thực hiện những chuyến từ thiện phân phát rau, gạo, thực phẩm đến cho bà con ở các khu vực phong tỏa, cách ly. Các siêu thị không đồng, các ATM gạo hay là bánh mì trứng ống vân vân là những sáng kiến trong công tác từ thiện để có thể hỗ trợ bà con nghèo mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn trong dịch bệnh. Không chỉ trong mùa dịch này mà thôi, nhưng mà hàng năm những trận bão lũ kinh hoàng ở các tỉnh miền Trung thì vẫn luôn có những cá nhân, những đoàn từ thiện, các quỹ từ thiện được lập ra để hỗ trợ đồng bào. Thậm chí, ngay khi cuộc sống có vẻ như là bình thường thì vẫn luôn có những hoạt động từ thiện diễn ra suốt cả năm để hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, người vô gia cư hay là những người có hoàn cảnh đáng thương khác. Dường như khi xã hội còn người khổ nghèo, người bất hạnh, kẻ yếu thế thì vẫn còn các hoạt động từ thiện. Và có thể không ít những thính giả đang nghe chương trình này cũng đã đôi lần hoặc trường kỳ tham gia các hoạt động từ thiện. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta làm từ thiện không? Chắc hẳn mỗi người sẽ có một lý do riêng cho mình. Trừ những trường hợp lợi dụng việc từ thiện để mà ăn chặn này, để đánh bóng tên tuổi hay là để hợp thức hóa những cái khoản tiền bất chính, thì hầu như chúng ta làm từ thiện xuất phát từ một động cơ thiện tốt lành, xuất phát từ tâm. Mà thật ra thì nhiều người thấy một ai đó đáng thương thì muốn giúp họ, chứ còn hỏi lý do tại sao mà làm từ thiện thì chẳng có thể nói thành câu thành chữ được. Bạn có nickname là Mây Lang Thang gửi về cho Tâm Sự Từ Tâm kể rằng: thời sinh viên vừa mới thi học kỳ xong, bữa cuối tuần rảnh rỗi chẳng biết đi đâu, thế là có nhà bạn rủ đi từ thiện. Mình nghĩ bụng sinh viên tiền không có mà ăn thì lấy đâu ra mà đi làm từ thiện. Nhưng nhà bạn bảo cứ đi đi, thế là mình đi theo. Nó kêu chở dùm nó một bao truyện tranh cũ, còn nó xách theo một ít kẹo. Thì ra nó dẫn mình đến một cô nhi viện. Vừa mới tới cổng, các bé chạy lại tíu tít ôm lấy mình như là người thân của các bé vậy. Mình chơi đùa với các bé, cùng các bé tập đọc, tập tô. Và đến lúc ra về thì các bé ôm chặt lấy mình không cho đi. Có bé thì nằm lăn ra khóc. Tự dưng lúc đó sống mũi mình cay xè. Và đó cũng là lần đầu tiên mình đi làm từ thiện. Từ lúc đó, mình thường xuyên đến thăm cô nhi viện mỗi khi rảnh và tham gia các hoạt động từ thiện nhiều hơn. Thấy các bé, mình thấy mình thật là may mắn khi có được một gia đình đầm ấm. Từ đó mà mình thấy trân trọng gia đình mình hơn. Và cũng vì thế, mình thấy rằng mình muốn chia sẻ với những thiếu thốn, những mất mát của các trẻ em mồ côi nhiều hơn. Thường thì con người chúng ta chỉ hành động khi có một nguyên do hay một tác nhân nào đó. Nhưng việc từ thiện thì dường như không có một lý do cụ thể nào. Đó là một sự thúc đẩy từ bên trong. Nó cũng như tình yêu mà không cần lý do vậy. Mà mấu chốt của việc làm từ thiện cũng chính là việc làm vì tình yêu, vì yêu mến, thương cảm với những số phận kém may mắn hơn mà tôi hành động để giúp đỡ, an ủi họ. Thật vậy, chữ từ thiện mà chúng ta hay dùng là một từ Hán Việt được kết hợp giữa hai từ từ và thiện. Từ là thương yêu, ví dụ như là nhân từ tức là thương người, từ tâm tức là lòng thương, và thiện có nghĩa là tốt lành. Vì vậy từ thiện có nghĩa là làm việc xuất phát từ lòng yêu thương người. Do đó, những hành vi, việc làm được coi tốt, nhưng việc làm ấy không xuất phát từ lòng thương thì không được gọi là từ thiện. Nói lên điều này để thấy rằng không phải bất kỳ sự quyên góp, giúp đỡ đều là từ thiện, mặc dù việc làm đó là tốt đẹp và rất cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa rằng bất kỳ việc làm tốt đẹp, dù lớn hay nhỏ, âm thầm hay công khai, mà ta giúp người khác với một tâm lòng yêu thương thì ta đang làm từ thiện rồi. Trong chương trình Tâm Sự Từ Tâm số đầu tiên này, Hồng Ân muốn chia sẻ với thính giả đôi điều về Ân. Nhiều người cũng nhắn tin hỏi Ân thấy thế nào trong việc ôm sùm việc từ thiện của các nghệ sĩ hiện nay. Thực sự Ân không đủ thông tin và thẩm quyền đưa ra nhận xét về những vụ việc ấy. Nhưng là một nghệ sĩ và cũng tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt với quỹ từ thiện Ánh Sáng Từ Tâm, Ân cũng có những chia sẻ riêng của mình. Câu mà Ân lấy làm chủ đề trong ngày hôm nay là từ thiện với lòng biết ơn. Chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc những người được nhận quà, được giúp đỡ sẽ biết ơn những người làm từ thiện đã giúp đỡ họ, phải không? Điều đó cũng đúng, nhưng không phải ý của Ân khi đưa ra câu chủ đề này. Nhưng chính xác là phải là người làm từ thiện với lòng biết ơn. Thật vậy, Ân luôn tự nhủ mình làm từ thiện trong tư thế của người lòng biết ơn, chứ không phải làm từ thiện của kẻ ban phát. Biết ơn ai? Và tại sao phải biết ơn? Xin thưa, đó là biết ơn Thiên Chúa và biết ơn những người nghèo khó bất hạnh đã đón nhận sự giúp đỡ của mình. Chỉ khi có hai tâm tình biết ơn đó thì chúng ta mới giữ được sự liêm chính trong việc làm từ thiện và giữ được lửa nhiệt tình dấn thân trong việc từ thiện. Biết ơn Thiên Chúa vì nhận ra rằng tất cả những gì mình đang có, sinh mạng, sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp, thành công, tiền bạc mà mình đang có không phải do tự sức mình có được, nhưng mà là do Thiên Chúa ban. Nói điều này không phải phủ nhận những công sức cố gắng vất vả của chúng ta, nhưng để nhận ra rằng tất cả là hồng ân. Nếu việc từ thiện không xuất phát từ lòng biết ơn Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng mang theo tư thế của một kẻ ngạo nghễ mà ban phát cho những kẻ nghèo hèn. Nếu không sống trong tâm tình tạ ơn ấy, chúng ta dễ dàng rơi vào thái độ khinh khi những người nghèo khổ bất hạnh như những kẻ lười biếng, thất bại. Và như thế, chúng ta cho đi như của bố thí hay chỉ làm tròn nghĩa vụ xã hội mà thôi. Chỉ khi làm từ thiện trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa thì chúng ta mới có ánh mắt nhìn nhận tôn trọng đối với những người nghèo khó, bất hạnh, cơ nhỡ và nhìn thấy Thiên Chúa nơi họ. Tâm tình biết ơn thứ hai đó là biết ơn chính những người nghèo khổ, bất hạnh đón nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Ngồi đây nói lại những cái suy nghĩ này, Ân mới chợt nhớ là nhiều khi một cách vô thức Ân vẫn thường nói lời cảm ơn những người mình trao quà, rồi cũng nhận lại những lời cảm ơn từ họ. Phải có tâm tình biết ơn với những người mình giúp đỡ. Nghe phi lý nhỉ? Nhưng đó phải là tâm tình cần thiết phải có của người đi làm từ thiện. Không phải cảm ơn họ vì đã nghèo khổ để ta được sung túc, không phải vì họ bệnh tật để ta được khỏe mạnh. Ở đời có trắng, có đen. Cảm ơn họ đã chịu làm đen để ta được trắng. Họ đã thất bại để ta thành công. Không phải như vậy. Nhưng cảm ơn họ vì họ đã khiêm nhường đón nhận sự giúp đỡ từ mình. Cảm ơn họ vì đã hiện diện để trái tim ta được rung lên những nhịp thổn thức, để ta thấy mình được là người hơn. Và thực tế là nhờ họ mà chúng ta biết trân quý hơn những gì chúng ta đang có. Bạn Hoàng Dung Nguyên chia sẻ: theo em, khi làm từ thiện, không hẳn là mình đang làm cho người khác được những gì, nhưng mà chính là người khác cho mình cơ hội để biết yêu thương, chia sẻ cho nhau. Thế giới ngày nay dường như sự vô tâm thờ ơ đang dần chiếm lấy. sở hữu trái tim rất nhiều người. Nên khi mình biết dung cảm, xót thương, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hơn, thì đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chính họ đã cho mình cơ hội đó. Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Dung Nguyên. Quả vậy, chúng ta phải có tâm tình biết ơn với những người nghèo. Rõ ràng chúng ta được rất nhiều từ họ. Một điều nữa mà Ân thường hay nghe, và có thể nhiều người cũng có những suy nghĩ đó, chính là đợi khi mình dư dả chút xíu rồi mới đi làm từ thiện, chứ giờ chưa có bao nhiêu, nhiều thì cũng không có, ít thì chẳng thấm vào đâu, thôi thì đợi dịp khác vậy. Và kết quả là chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy dư dả để làm từ thiện cả. Chúng ta quên mất một điều rằng ý nghĩa của từ thiện không nằm trong giá trị vật chất, nhưng nằm trong cái tâm thương người. Chỉ cần xuất phát từ một tình thương thật sự, thì chỉ cần có một hộp cơm, một ly nước cũng đủ chạm lấy tâm hồn của người nghèo khó. Tình thương thì không có biên giới. Đừng vì nỗi ngại ngần hay là lời ra tiếng vào này nọ mà khiến mình trùng lòng nản chí trong việc thực hiện bác ái từ thiện với người khác. À, mà trong việc làm từ thiện, chúng ta thường nghe nói đến cụm từ Mạnh Thường Quân, nghĩa là những người đóng góp tiền của hay là cộng tác vào việc từ thiện. Thực ra Mạnh Thường Quân là tên riêng của một nhân vật Trung Hoa xưa. Ông này là người giàu có, lại có lòng hào hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ. Do đó chẳng hiểu từ bao giờ mà chữ Mạnh Thường Quân trở nên một cái danh từ riêng để chỉ những người có lòng rộng lượng, đóng góp của cải vật chất, giúp đỡ người khác. Và từ Mạnh Thường Quân vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Các bạn thân mến, một chút tâm sự với các bạn về chuyện làm từ thiện, không nhằm giải đáp hay là đánh giá các hoạt động từ thiện, nhưng chỉ là những chia sẻ cá nhân của Hồng Ân trong thân phận là một thành phần của xã hội, một tín hữu công giáo và là một nghệ sĩ. Hy vọng những chia sẻ của Ân và những chia sẻ của các thính giả gửi về chương trình sẽ đón nhận được sự đồng cảm, khích lệ phía các bạn. Để trước tình hình đại dịch còn phức tạp và ngày 23 tháng 8 tới thì Sài Gòn áp dụng các biện pháp phong tỏa triệt để hơn nữa. Khi các công tác từ thiện bác ái một cách nào đó bị gián đoạn, thì vẫn còn có một phương thức hữu hiệu để kết nối yêu thương. Đó chính là cầu nguyện. Cầu chúc mọi người một buổi tối thật an lành. Và mỗi chương trình thì Ân sẽ hát tặng cho các bạn theo yêu cầu của khán giả gửi về. Và trong tuần này, theo yêu cầu của Thủy Nguyễn, một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi. Cần có một tiếng cười để ngậm ngùi Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Thân chào đến tất cả các thính giả của Tâm Sự Từ Tâm. Hy vọng tất cả được khỏe mạnh và bình an trong cơn đại dịch Covid này. Trong bối cảnh dịch Covid đang bùng phát dữ dội tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng. Chúng ta thấy trước khi các gói cứu trợ của nhà nước đến tay người dân nghèo, thì các cá nhân, các tổ chức từ thiện đã thực hiện những chuyến từ thiện phân phát rau, gạo, thực phẩm đến cho bà con ở các khu vực phong tỏa, cách ly. Các siêu thị không đồng, các ATM gạo hay là bánh mì trực ống vân vân là những sáng kiến trong công tác từ thiện để có thể hỗ trợ bà con nghèo mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn trong dịch bệnh. Không chỉ trong mùa dịch này mà thôi, nhưng mà hàng năm những trận bão lũ kinh hoàng ở các tỉnh miền Trung thì vẫn luôn có những cá nhân, những đoàn từ thiện, các quỹ từ thiện được lập ra để hỗ trợ đồng bào. Thậm chí, ngay khi cuộc sống có vẻ như là bình thường, thì vẫn luôn có những hoạt động từ thiện diễn ra suốt cả năm để hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, người vô gia cư hay là những người có hoàn cảnh đáng thương khác. Dường như khi xã hội còn người khổ nghèo, người bất hạnh, kẻ yếu thế thì vẫn còn các hoạt động từ thiện. Và có thể không ít những thính giả đang nghe chương trình này cũng đã đôi lần hoặc trường kỳ tham gia các hoạt động từ thiện. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta làm từ thiện không? Chắc hẳn mỗi người sẽ có một lý do riêng cho mình. Trừ những trường hợp lợi dụng việc từ thiện để mà ăn chặn này, để đánh bóng tên tuổi hay là để hợp thức hóa những cái khoản tiền bất chính, thì hầu như chúng ta làm từ thiện xuất phát từ một động cơ thiện tốt lành, xuất phát từ tâm. Mà thật ra thì nhiều người thấy một ai đó đáng thương thì muốn giúp họ, chứ còn hỏi lý do tại sao mà làm từ thiện thì chẳng có thể nói thành câu thành chữ được. Bạn có nickname là Mây Lang Thang gửi về cho Tâm Sự Từ Tâm kể rằng: thời sinh viên vừa mới thi học kỳ xong, bữa cuối tuần rảnh rỗi chẳng biết đi đâu, thế là có nhà bạn rủ đi từ thiện. Mình nghĩ bụng sinh viên tiền không có mà ăn thì lấy đâu ra mà đi làm từ thiện. Nhưng nhà bạn bảo cứ đi đi, thế là mình đi theo. Nó kêu chở dùm nó một bao truyện tranh cũ, còn nó xách theo một ít kẹo. Thì ra nó dẫn mình đến một cô nhi viện. Vừa mới tới cổng, các bé chạy lại tíu tít ôm lấy mình như là người thân của các bé vậy. Mình chơi đùa với các bé, cùng các bé tập đọc, tập tô. Và đến lúc ra về thì các bé ôm chặt lấy mình không cho đi. Có bé thì nằm lăn ra khóc. Tự dưng lúc đó sống mũi mình cay xè. Và đó cũng là lần đầu tiên mình đi làm từ thiện. Từ lúc đó, mình thường xuyên đến thăm cô nhi viện mỗi khi rảnh và tham gia các hoạt động từ thiện nhiều hơn. Thấy các bé, mình thấy mình thật là may mắn khi có được một gia đình đầm ấm. Từ đó mà mình thấy trân trọng gia đình mình hơn. Và cũng vì thế, mình thấy rằng mình muốn chia sẻ với những thiếu thốn, những mất mát của các trẻ em mồ côi nhiều hơn. Thường thì con người chúng ta chỉ hành động khi có một nguyên do hay một tác nhân nào đó. Nhưng việc từ thiện thì dường như không có một lý do cụ thể nào. Đó là một sự thúc đẩy từ bên trong. Nó cũng như tình yêu mà không cần lý do vậy. Mà mấu chốt của việc làm từ thiện cũng chính là việc làm vì tình yêu, vì yêu mến, thương cảm với những số phận kém may mắn hơn mà tôi hành động để giúp đỡ, an ủi họ. Thực vậy, chữ từ thiện mà chúng ta hay dùng là một từ Hán Việt được kết hợp giữa hai từ từ và thiện. Từ là thương yêu, ví dụ như là nhân từ, tức là thương người. Từ tâm, tức là lòng thương. Và thiện có nghĩa là tốt lành. Vì vậy, từ thiện có nghĩa là làm việc xuất phát từ lòng yêu thương người. Do đó, những hành vi, việc làm được coi tốt, nhưng việc làm ấy không xuất phát từ lòng thương thì không được gọi là từ thiện. Nói lên điều này để thấy rằng không phải bất kỳ sự quyên góp, giúp đỡ đều là từ thiện, mặc dù việc làm đó là tốt đẹp và rất cần thiết. Điều đó cũng có nghĩa rằng bất kỳ việc làm tốt đẹp, dù lớn hay nhỏ, âm thầm hay công khai, mà ta giúp người khác với một tâm lòng yêu thương thì ta đang làm từ thiện rồi. Trong chương trình Tâm Sự Từ Tâm số đầu tiên này, Hồng Ân muốn chia sẻ với thính giả đôi điều về Ân. Nhiều người cũng nhắn tin hỏi Ân thấy thế nào trong việc sùm việc từ thiện của các nghệ sĩ hiện nay. Thực sự Ân không đủ thông tin và thẩm quyền đưa ra nhận xét về những vụ việc ấy. Nhưng là một nghệ sĩ và cũng tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt với quỹ từ thiện Ánh Sáng Từ Tâm, Ân cũng có những chia sẻ riêng của mình. Câu mà Ân lấy làm chủ đề trong ngày hôm nay là từ thiện với lòng biết ơn. Chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc những người được nhận quà, được giúp đỡ sẽ biết ơn những người làm từ thiện đã giúp đỡ họ, phải không? Điều đó cũng đúng, nhưng không phải ý của Ân khi đưa ra câu chủ đề này. Nhưng chính xác là phải là người làm từ thiện với lòng biết ơn. Thật vậy, Ân luôn tự nhủ, mình làm từ thiện trong tư thế của người lòng biết ơn, chứ không phải làm từ thiện của kẻ ban phát. Biết ơn ai? Và tại sao phải biết ơn? Xin thưa, đó là biết ơn Thiên Chúa và biết ơn những người nghèo khó bất hạnh đã đón nhận sự giúp đỡ của mình. Chỉ khi có hai tâm tình biết ơn đó thì chúng ta mới giữ được sự liêm chính trong việc làm từ thiện và giữ được lửa nhiệt tình dấn thân trong việc từ thiện. Biết ơn Thiên Chúa vì nhận ra rằng tất cả những gì mình đang có, sinh mạng, sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp, thành công, tiền bạc mà mình đang có không phải do tự sức mình có được, nhưng mà là do Thiên Chúa ban. Nói điều này không phải phủ nhận những công sức cố gắng vất vả của chúng ta, nhưng để nhận ra rằng tất cả là hồng ân. Nếu việc từ thiện không xuất phát từ lòng biết ơn Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng mang theo tư thế của một kẻ ngạo nghễ mà ban phát cho những kẻ nghèo hèn. Nếu không sống trong tâm tình tạ ơn ấy, chúng ta dễ dàng rơi vào thái độ khinh khi những người nghèo khổ bất hạnh như những kẻ lười biếng, thất bại. Và như thế, chúng ta cho đi như của bố thí hay chỉ làm tròn nghĩa vụ xã hội mà thôi. Chỉ khi làm từ thiện trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa thì chúng ta mới có ánh mắt nhìn nhận tôn trọng đối với những người nghèo khó, bất hạnh, cơ nhỡ và nhìn thấy Thiên Chúa nơi họ. Tâm tình biết ơn thứ hai đó là biết ơn chính những người nghèo khổ bất hạnh đón nhận sự giúp đỡ của chúng ta. Ngồi đây nói lại những cái suy nghĩ này, Ân mới chợt nhớ là nhiều khi một cách vô thức Ân vẫn thường nói lời cảm ơn những người mình trao quà, rồi cũng nhận lại những lời cảm ơn từ họ. Phải có tâm tình biết ơn với những người mình giúp đỡ. Nghe phi lý nhỉ? Nhưng đó phải là tâm tình cần thiết phải có của người đi làm từ thiện. Không phải cảm ơn họ vì đã nghèo khổ để ta được sung túc, không phải vì họ bệnh tật để ta được khỏe mạnh. Ở đời có trắng, có đen. Cảm ơn họ đã chịu làm đen để ta được trắng. Họ đã thất bại để ta thành công. Không phải như vậy. Nhưng cảm ơn họ vì họ đã khiêm nhường đón nhận sự giúp đỡ từ mình. Cảm ơn họ vì đã hiện diện để trái tim ta được rung lên những nhịp thổn thức, để ta thấy mình được là người hơn. Và thực tế là nhờ họ mà chúng ta biết trân quý hơn những gì chúng ta đang có. Bạn Hoàng Dung Nguyên chia sẻ: theo em, khi làm từ thiện, không hẳn là mình đang làm cho người khác được những gì, nhưng mà chính là người khác cho mình cơ hội để biết yêu thương, chia sẻ cho nhau. Thế giới ngày nay dường như sự vô tâm thờ ơ đang dần chiếm lấy, sở hữu trái tim rất nhiều người. Nên khi mình biết xung cảm, xót thương, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hơn, thì đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chính họ đã cho mình cơ hội đó. Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Dung Nguyên. Quả vậy, chúng ta phải có tâm tình biết ơn với những người nghèo. Rõ ràng chúng ta được rất nhiều từ họ. Một điều nữa mà Ân thường hay nghe, và có thể nhiều người cũng có những suy nghĩ đó, chính là đợi khi mình dư dả chút xíu rồi mới đi làm từ thiện, chứ giờ chưa có bao nhiêu, nhiều thì cũng không có, ít thì chẳng thấm vào đâu, thôi thì đợi dịp khác vậy. Và kết quả là chẳng bao giờ chúng ta cảm thấy dư dả để làm từ thiện cả. Chúng ta quên mất một điều rằng ý nghĩa của từ thiện không nằm trong giá trị vật chất, nhưng nằm trong cái tâm thương người. Chỉ cần xuất phát từ một tình thương thật sự, thì chỉ cần có một hộp cơm, một ly nước cũng đủ chạm lấy tâm hồn của người nghèo khó. Tình thương thì không có biên giới. Đừng vì nỗi ngại ngần hay là lời ra tiếng vào này nọ mà khiến mình trùng lòng nản chí trong việc thực hiện bác ái từ thiện với người khác. À, mà trong việc làm từ thiện, chúng ta thường nghe nói đến cụm từ Mạnh Thường Quân, nghĩa là những người đóng góp tiền của hay là cộng tác vào việc từ thiện. Thực ra Mạnh Thường Quân là tên riêng của một nhân vật Trung Hoa xưa. Ông này là người giàu có, lại có lòng hào hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ. Do đó chẳng hiểu từ bao giờ mà chữ Mạnh Thường Quân trở nên một cái danh từ riêng để chỉ những người có lòng rộng lượng, đóng góp của cải vật chất, giúp đỡ người khác. Và từ Mạnh Thường Quân vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Các bạn thân mến, một chút tâm sự với các bạn về chuyện làm từ thiện, không nhằm giải đáp hay là đánh giá các hoạt động từ thiện, nhưng chỉ là những chia sẻ cá nhân của Hồng Ân trong thân phận là một thành phần của xã hội, một tín hữu công giáo và là một nghệ sĩ. Hy vọng những chia sẻ của Ân và những chia sẻ của các thính giả gửi về chương trình sẽ đón nhận được sự đồng cảm, khích lệ phía các bạn. Để trước tình hình đại dịch còn phức tạp và ngày 23 tháng 8 tới thì Sài Gòn áp dụng các biện pháp phong tỏa triệt để hơn nữa. Khi các công tác từ thiện bác ái một cách nào đó bị gián đoạn, thì vẫn còn có một phương thức hữu hiệu để kết nối yêu thương. Đó chính là cầu nguyện. Cầu chúc mọi người một buổi tối thật an lành. Và mỗi chương trình thì Ân sẽ hát tặng cho các bạn theo yêu cầu của khán giả gửi về. Và trong tuần này, theo yêu cầu của Thủy Nguyễn, một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Để Gió Cuốn Đi. So